Sàn giao dịch crypto đang thu hút vô số các nhà đầu tư vào thị trường này sau sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ blockchain. Chính vì thế, việc mang lại các dịch vụ để thúc đẩy thương hiệu của mình là hướng đi hoàn toàn đúng đắn để chiếm lĩnh tối đa thị trường cho bản thân. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các dịch vụ của dự án crypto dưới đây. 1. Add member tăng quy mô cộng đồng nếu bạn muốn tăng dân số cho trang cá nhân của bạn thì đây là dịch vụ hữu hiệu kéo thành viên cho bạn. Dịch vụ add member cho phép bạn kéo mem từ đối tượng khách hàng bạn hướng đến hoặc lấy mem theo lĩnh vực bạn yêu cầu. Thậm chí nếu bạn cung cấp list danh sách đối thủ, auto marketing còn có thể add member các group cạnh tranh đó vào cộng đồng của bạn. Hai, dịch vụ tăng member group dịch vụ kéo thành viên này cho phép bạn mở rộng cộng đồng của bạn thân một cách dễ dàng, tạo độ uy tín nhất định. Ngoài ra bạn có thể yêu cầu member mà bạn muốn hướng đến như mem ảo việt hay mem tây tùy vào nhu cầu. Bên cạnh đó, dịch vụ tăng member group có thể điều chỉnh tốc độ tăng số lượng thành viên trong ngày để tránh việc mem tăng ồ ạt không chân thật. 3. Auto tương tác Telegram nếu muốn tăng tương tác cho bài viết và trang cá nhân của mình, đây sẽ là lựa chọn không thể phù hợp hơn dành cho bạn. Không những thế bạn còn có thể sử dụng dịch vụ auto tương tác Telegram làm trực tiếp trên website http://autosidingtelegram.com bên cạnh đó còn có các tính năng nổi bật như cộng giúp bạn tạo dựng tạo dựng kịch bản mẫu có sẵn gồm các nội dung như text, hình ảnh, icon, reply, tin nhắn. Cộng bạn sẽ không còn phải đau đầu về vấn đề lịch trình mà dịch vụ sẽ trực tiếp cung cấp cho bạn các thời gian biểu cụ thể chạy theo ngày 1 giờ. Cộng ngoài ra để đáp ứng nhu cầu của bạn đơn vị auto marketing còn mang đến nhiều sự lựa chọn các loại clone theo ngày như tiếng Việt. Tiếng Anh và tiếng Trung cộng để đảm bảo tương tác đầy đủ dịch vụ sẽ có những tuôn chạy đồng bộ tự động lấy tin nhắn từ group khác bất kỳ sang group của bạn cộng và nếu bạn là một customer sở hữu nhiều group khác nhau thì dịch vụ vẫn có thể tối đa hóa lịch chạy một kịch bản cho tất cả group đó chỉ với một thao tác click chuột 4. Member online 24 trên 24 để tạo nên một cộng đồng đáng tin cậy và là chỗ dựa vững chắc cho các member mới, lượng thành viên online 24 trên 7 là nhân tố vô cùng quan trọng. Đồng thời giúp năng suất kinh doanh của bạn được nâng cao trông thấy, từ đó tăng số lượng chốt đơn và doanh thu của bạn nếu bạn có bạn đang muốn tăng lượng mem online 24 trên 24 dịch vụ này là dành cho bạn. 5. Tăng subscribe channel Telegram là dịch vụ hiệu quả giúp tăng thành viên đăng ký kênh nhanh chóng. Mang lại những thay đổi rõ rệt cho kênh của bản thân. Từ đây, bạn sẽ có cho mình một lượng người theo dõi và luôn ủng hộ các hoạt động của bạn, nâng cao độ nhận diện thương hiệu của mình. Bạn có thể tham khảo các gói dịch vụ tại đây. 6 dịch vụ tăng mắt channel có một lượng mắt lớn, chứng tỏ những giá trị bạn mang lại là thực sự chất lượng. Từ đó gia tăng sự tin tưởng của người dùng đối với kênh của bạn. Đặc biệt nếu bạn là một nhà kinh doanh thì dịch vụ tăng mắt channel này quả là món hời đáng để đầu tư. Và tại Auto Marketing, chúng tôi cung cấp dịch vụ tăng mắt theo bài viết và tăng mắt theo tháng để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu. 7. Tăng reaction bài viết dịch vụ tăng reaction bài viết là nền tảng để bài viết bất kỳ của bạn nhận được nhiều lượt tương tác tăng cường sự hiển thị, từ đó nâng cao mức độ nhận diện đối với kênh của bạn. 8. Dịch vụ tăng pool bình luận đơn vị nhận order dịch vụ tăng pool bình luận sẽ tự động cung cấp các bình chọn theo yêu cầu được hiển thị trên bài viết pool với số lượng không giới hạn. Có một lượt pull comment có sẽ thu hút sự tò mò của người xem cho bài viết của bạn, đồng thời gia tăng lượt vote hữu cơ. 9. Dịch vụ tăng member voi chat group Telegram tại Auto Marketing bạn có thể yêu cầu số lượng member voice chat trong group của bạn. Dịch vụ member voice chat group Telegram này giúp cộng đồng của bạn trở nên thú vị hơn, thu hút các member tiềm năng. 10. Dịch vụ Twitter Twitter có lẽ không còn là cái tên xa lạ với người dùng Internet. Là một nền tảng lớn, với những tiềm năng rộng mở, biết được nhu cầu thị trường và thị hiếu người dùng. Auto Marketing cũng cung cấp các gói dịch vụ Twitter như tăng follow. Marketing.pro, chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, iSocial chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website toolmarketing.pro hotline 0877496688 để được tư vấn miễn phí.